Chào các bạn, tôi là Hằng. Hiện tại tôi đang là giáo viên dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Tôi đã dạy tiếng Anh được 10 năm. Trong quá trình dạy có nhiều học sinh mất gốc tiếng Anh hoàn toàn và trở nên chán nản với môn tiếng Anh. Có bạn thì bảo học ngữ pháp mãi vẫn không hiểu. Có bạn lại học từ vựng hôm trước, hôm sau cũng quên. Vậy nên tôi xin được chia sẻ cái cách học tiếng Anh dành cho những bạn mất gốc hoàn toàn. Bắt đầu từ chương trình học tiếng Anh lớp 6, chúng ta đã được học một số khái niệm ngữ pháp đầu tiên. Chẳng hạn như là thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn. Và sau đó thì hoàn thiện các cái chủ đề ngữ pháp khác như là mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, vân vân. Và những cái phần ngữ pháp đó thì các bạn sẽ hoàn thiện trong các năm cấp 2. Sau đó lên cấp 3, lớp 10, lớp 11 và lớp 12, chúng ta vẫn lại học lại những ngữ pháp này. Tuy nhiên cái mức độ từ vựng được mở rộng và nâng cao hơn. Chính vì ngữ pháp tiếng Anh có liên quan đến nhau như vậy, nên là khi mà bạn nào mà không nắm chắc được các phần ngữ pháp trước thì những cái phần ngữ pháp sau ấy, thì các bạn cũng không hiểu. Chẳng hạn như là phần thì của động từ, bây giờ các bạn không chia được hiện tại đơn hay là không chia được quá khứ đơn, thì khi làm các cái dạng câu điều kiện thì trong câu điều kiện người ta yêu cầu là ngay sau với if là hiện tại đơn chẳng hạn, thì bản thân mình chia hiện tại đơn đã không chia được rồi thì câu điều kiện cũng không làm được. Do đó là những cái phần ngữ pháp đầu tiên mà không nắm chắc thì thường kéo theo học rỗng tiếng Anh trong những năm tiếp theo luôn. Nó giống như là một cái cây mà không có rễ vậy. Khi mà đã không có rễ rồi thì nó không thể phát triển được. Thì ngữ pháp tiếng Anh cũng như vậy. Có một cái câu hỏi đặt ra là liệu có phải là tiếng Anh chỉ dành cho những cái bạn có năng khiếu sẵn hay không? Thì xin khẳng định với các bạn là hoàn toàn không phải như vậy. Vấn đề ở chỗ là các bạn phải thường xuyên nghe và sử dụng tiếng Anh. Thì có học sinh cũng thắc mắc với tôi là xem phim tiếng Anh có phụ đề nhưng mà không hiểu gì, thì cái trình độ nó cũng không cải thiện được mấy. Các bạn có biết lý do là gì không ạ? Bởi vì là cái vốn từ quá là ít. Các bạn hình dung là bây giờ một câu mà có 10 từ đơn đến 7 từ mà bạn không hiểu thì đương nhiên là các bạn sẽ không thể hiểu được cái nghĩa của cái câu đấy. Nhưng nếu như trong 10 từ đơn của cùng một câu mà các bạn có thể hiểu được khoảng 7 từ thì 3 từ còn lại chúng ta có thể đoán nghĩa và dần dần thì có thể hiểu được cả cái câu như vậy. Và do đó thì khi xem đi xem lại thì cái việc học tiếng Anh qua phim nó mới nâng lên. Còn việc nghe thì các bạn có thể nghe bằng tiềm thức. Chắc là nhiều bạn đã biết cái phương pháp nghe tiềm thức rồi. Khi các bạn đi ngủ và bật tiếng Anh, nếu mà có điều kiện thì các bạn có thể bật để cả đêm luôn cũng được ạ. Để càng cả đêm thì càng tốt. Bởi vì là các bạn cứ bật máy để đấy, sau đó các bạn đi ngủ. Và khi ngủ thì cái phần não của mình vẫn hoạt động bình thường, do đó các bạn vẫn nghe được tiếng Anh. Thì khi đến khi mà mình học cái từ vựng liên quan đến cái phần mà não đã được nghe rồi ấy, thì cái phần từ vựng đó sẽ dễ nhớ hơn. Tóm lại là các bạn cần học kết hợp ngữ pháp và từ vựng. Tôi sẽ dạy ngữ pháp cơ bản nhất một cách chi tiết nhất để các bạn có thể nắm được. Và từ vựng thì mỗi ngày học 10 từ. Học một thời gian thì lặp lại từ vựng đã học để nhớ lâu hơn. Chúng ta cùng chinh phục tiếng Anh nhé!